Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình truyền hình tin tức và những sự kiện nổi bật hàng tuần của báo Hoàng Nam điện tử, chương trình tuần 7 tháng 2 năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, cả thế giới đang trải qua những ngày hết sức căng thẳng và lo lắng vì tình hình dịch bệnh COVID-19. Ở nước ta, trung ương, các địa phương, các ngành đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho người dân, ổn định tình hình trật tự xã hội. Theo đó, trong tuần qua, chính phủ đã tổ chức cuộc họp trực tuyến về tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19. Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Trung đoàn Bộ binh 885 và một số địa phương khác trong tỉnh. Ngành du lịch bằng giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Sớm triển khai máy đo thân nhiệt từ xa và súng đo thân nhiệt bằng tia laser. Quản lý thị trường xử phạt 3 quầy thuốc không niêm yết giá khẩu trang, cùng với nhiều tin tức thời sự quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương những nỗ lực của các tỉnh thành, nhất là các tỉnh biên giới trong công tác phòng chống ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19, đồng thời nhấn mạnh cho đến thời điểm hiện nay, dịch bệnh đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp và khó lường. Vì thế, cùng với các bộ ngành trung ương, các tỉnh, thành cần phải tiếp tục nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa đảm bảo an toàn và tránh sự lây lan trong cộng đồng. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương những nỗ lực của các tỉnh thành, nhất là các tỉnh biên giới trong công tác phòng chống ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, chống dịch phải tuyệt đối an toàn, nhưng không cực đoan, không vì chống dịch mà để ảnh hưởng tới các hoạt động sản xuất kinh doanh. Cần thực hiện thật tốt hai nhiệm vụ là vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa bảo đảm phát triển kinh tế xã hội. Tại hội nghị này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân đã kiến nghị Phó Thủ tướng cần có chỉ đạo với Bộ Công an và Bộ Giao thông Vận tải, thực hiện nghiêm túc việc theo dõi cách ly đối với các đối tượng từ vùng dịch trở về, rồi quá cảnh qua nước thứ ba đến Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, Quảng Nam tuy chưa có ca nhiễm bệnh COVID-19, tuy nhiên nguy cơ lây lan là rất cao. Ngành chức năng đã tiến hành lấy 7 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. Điều đáng mừng là cả 7 trường hợp đều có kết quả âm tính với virus corona. Thời gian qua, cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh tiếp tục có nhiều biện pháp triển khai phòng chống dịch COVID-19 một cách hiệu quả, chặt chẽ, đảm bảo theo hướng dẫn và chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Ngoài ra, công tác phun thuốc sát khuẩn khử trùng môi trường tại các trường học, dân cư cũng đã được triển khai đồng bộ, đảm bảo theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng thời, ngành y tế cũng khuyến nghị việc đón học sinh phải đảm bảo các điều kiện an toàn về môi trường tại các trường học nhằm vừa đảm bảo sức khỏe của học sinh và thầy cô giáo, vừa giúp phụ huynh an tâm khi đưa trẻ đến trường sau thời gian dài nghỉ học. Ngoài ra, các đơn vị y tế cũng đã kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc cách ly các chuyên gia, công nhân lao động nước ngoài tại các công ty, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua theo dõi, hiện sức khỏe của các công nhân được cách ly đều rất bình thường, không có dấu hiệu của bệnh lý khác. Ngoài ra, cùng với công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh vật tư y tế, thời gian qua, ngành chức năng của tỉnh cũng đã ráo riết triển khai nhiều đợt kiểm tra, giám sát tại các khách sạn, cơ sở lưu trú trong việc đón khách, đảm bảo hoạt động quản lý theo quy định, nhất là đối với các du khách nước ngoài. Cũng vào cuối tuần qua, thực hiện ý kiến chỉ đạo mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kéo dài thời gian nghỉ học cho học sinh sinh viên, học viên do dịch bệnh COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị, thành phố, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thông báo cho học sinh sinh viên, học viên tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2 năm 2020. Tuần qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh, trưởng ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống dịch bệnh COVID-19, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân, Phó ban chỉ đạo cùng đại diện của các sở ban ngành đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị tại khu cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khu vực được tỉnh chọn để bố trí cách ly tiếp nhận các trường hợp công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các quốc gia có dịch COVID-19 về Quảng Nam khi có lệnh đặt tại Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, Trung đoàn Bộ binh 885, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Cho đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn tất, sẵn sàng tiếp nhận và đảm bảo đầy đủ nhu cầu ăn ở, sinh hoạt cho khoảng 250 công dân trở về từ Trung Quốc và các quốc gia có dịch khi có lệnh của cấp trên. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Chí Thanh đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện tại khu vực cách ly và theo dõi quá trình giả định đưa công dân Việt Nam vào khu vực cách ly theo phương án tiếp nhận.
Đánh giá cao công tác chuẩn bị của lực lượng quân sự cho tình huống tiếp nhận công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các quốc gia có dịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Chí Thanh nhấn mạnh, mặc dù địa điểm khu vực cách ly khá đảm bảo, xa khu dân cư, nhưng công tác phòng chống dịch bệnh là hết sức quan trọng, đặt vị trí hàng đầu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Chí Thanh cũng lưu ý mọi công tác chuẩn bị phải được triển khai chặt chẽ, đảm bảo theo các quy trình, tuyệt đối không chủ quan lơ là và phải đảm bảo an toàn trong mọi tình huống. Cũng trong tuần qua, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân làm trưởng đoàn đã có buổi đi khảo sát về tình hình chuẩn bị phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra và công tác chuẩn bị phục vụ hội thi thể thao các dân tộc thiểu số Quảng Nam lần thứ 2 năm 2020 tại địa bàn huyện Đông Giang. Về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, huyện Đông Giang đã lên phương án cụ thể cho từng thành viên và sẵn sàng ứng phó trước diễn biến phức tạp của dịch. Chỉ đạo cho ngành y tế theo dõi báo cáo hàng ngày để có hướng xử lý triệt để, tránh lây lan ra cộng đồng. Đồng thời chỉ đạo các trường trên địa bàn huyện được nghỉ học và triển khai công tác phòng chống dịch tại trường học. Về công tác chuẩn bị tổ chức hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ 2 năm 2020 diễn ra trên địa bàn huyện Đông Giang, huyện đã thành lập ban tổ chức hội thi, đồng thời chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công công trình phục vụ hội thi, bao gồm các hạng mục như sân vận động, nhà thi đấu đa năng 1.000 chỗ ngồi và các hạ tầng khác. Đến nay đạt 50% khối lượng công việc. Dự kiến đến tháng 5 năm 2020 hoàn thành các hạng mục trên. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa phối hợp với Hiệp hội Du lịch Quảng Nam tổ chức gặp gỡ các doanh nghiệp địa phương nhằm tìm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp du lịch vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra. Tại cuộc họp có 12 giải pháp về phục hồi du lịch sau dịch đã được Hiệp hội Du lịch Quảng Nam đề xuất với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và các sở ngành liên quan, gồm kích cầu du lịch, tăng cường công tác quảng bá Quảng Nam là điểm đến an toàn, thân thiện, tăng cường xúc tiến mở rộng thị trường, phát triển sản xuất du lịch mới, đẩy nhanh tiến độ các dự án du lịch sớm đưa vào sử dụng, đẩy mạnh cuộc vận động xã hội hóa nhà vệ sinh nhằm tăng cường xây dựng hình ảnh điểm đến, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển du lịch, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch và hỗ trợ du khách, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại các khu điểm doanh nghiệp du lịch, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra môi trường du lịch, hỗ trợ các doanh nghiệp sau dịch bệnh, tổ chức hội nghị bàn giải pháp phát triển du lịch sau dịch bệnh. Sau cuộc họp, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch hành động, trong đó tập trung vào 4 nhóm vấn đề gồm phòng chống dịch, truyền thông tích cực, kích cầu và hỗ trợ doanh nghiệp, nhằm giúp doanh nghiệp nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Để tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, sau khi kiểm tra thực tế và làm việc với Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, Cảng hàng không Chu Lai, Cảng hàng hải Quảng Nam về công tác phòng chống dịch corona, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân đã có kết luận, yêu cầu Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Nam, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, Cảng hàng không Chu Lai, Cảng hàng vụ Quảng Nam tập trung triển khai quyết liệt, không được chủ quan lơ là, phối hợp thực hiện tốt các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành trung ương và của tỉnh về phòng chống dịch COVID-19. Giao Sở Y tế trong thời gian sớm nhất triển khai máy đo thân nhiệt từ xa đối với hành khách tại ga đến và súng đo thân nhiệt bằng tia laser tại ga đi của Cảng hàng không Chu Lai. Chủ trì phối hợp với Cảng hàng không Chu Lai, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam thực hiện nghiêm túc quy trình đo thân nhiệt, sàng lọc, cách ly, điều trị dịch bệnh. Do Công an tỉnh chỉ đạo Công an Núi Thành, phối hợp với an ninh sân bay sẵn sàng can thiệp kịp thời đối với những trường hợp chống đối, gây rối an ninh trật tự. Ban Thường vụ Huyện ủy Núi Thành, Ủy ban Nhân dân huyện khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của huyện. Ngoài ra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân cũng đề nghị Viện Pasteur Nha Trang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành y tế Quảng Nam trong công tác phòng chống dịch bệnh, thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời về chuyên môn, sớm thông báo nhanh kết quả xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm của tỉnh Quảng Nam. Triển khai công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, các đội quản lý thị trường thuộc Cục Quản lý Thị trường Quảng Nam đã kiểm tra và ký cam kết với 598 cơ sở bán hàng hóa, trong đó chủ yếu là cơ sở thuốc Tây có bán khẩu trang y tế, nước sát khuẩn. Qua kiểm tra phát hiện 3 cơ sở không niêm yết giá khẩu trang, xử phạt nộp ngân sách 2,5 triệu đồng. Cụ thể, nhà thuốc Lộc Thiên số 70 Nguyễn Du, thành phố Tam Kỳ bị xử phạt 750.000 đồng. Quầy thuốc 383, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn bị xử phạt 1 triệu đồng. Quầy thuốc Tây Tiến Đạt, xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc bị xử phạt 750.000 đồng. Theo Cục Quản lý Thị trường Quảng Nam, đến nay các sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh còn rất ít mặt hàng khẩu trang y tế, nước sát trùng,
không đủ cung cấp cho người tiêu dùng địa phương. Tuần qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử của bộ, ngành, địa phương. Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Tại điểm cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân tham dự. Với sự chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự ra đời của Nghị quyết 17 về một số giải pháp nhiệm vụ trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025. Công tác xây dựng Chính phủ điện tử đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng khi có một cơ quan chỉ đạo, điều phối thống nhất từ trung ương đến địa phương, làm chủ công nghệ về Chính phủ điện tử và an toàn an ninh mạng. Tỷ lệ dịch vụ công mức độ 4 tăng gấp đôi, từ 4,5% lên hơn 10%. 100% bộ ngành địa phương liên thông văn bản điện tử quốc gia. Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu tăng 9 lần, có mạng truyền số liệu chuyên dùng kết nối từ trung ương đến địa phương. Tuy nhiên, công tác xây dựng Chính phủ điện tử vẫn còn những mặt tồn tại, hạn chế, như chưa ban hành một số nghị định về xây dựng Chính phủ điện tử, chưa hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai. Trên 70% bộ, ngành, địa phương chưa có nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thấp. Năm 2020 là năm đầu tiên Việt Nam chuyển sang chính phủ số, chính quyền số. Mục tiêu đề ra là tập trung hoàn thành mục tiêu nghị quyết số 17, trong đó chú trọng mục tiêu đạt 30% tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, xây dựng chiến lược chính phủ điện tử giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và kế hoạch 3 năm từ năm 2021 đến năm 2023, hoàn thiện thể chế và các yếu tố nền tảng của chính phủ điện tử. Hội nghị cũng đưa ra một số vấn đề để thảo luận liên quan đến nguồn ngân sách cho chính phủ điện tử, vấn đề đầu tư cho các nền tảng dùng chung, thống nhất một ban chỉ đạo chung về chính phủ điện tử, đô thị thông minh, chính phủ số, chuyển đổi số, kinh tế số, thống nhất một cơ quan điều phối thống nhất trong xây dựng chính phủ điện tử. Tuần qua, tỉnh ủy khóa 21 đã tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác cán bộ và lấy ý kiến góp ý của cán bộ chủ chốt tỉnh đối với dự thảo lần 2 văn kiện báo cáo chính trị trên đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ 22. Báo cáo về tình hình chuẩn bị dự thảo văn kiện báo cáo chính trị và gợi ý các nội dung cần thảo luận, góp ý của các đại biểu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nêu rõ, những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định sự đúng đắn đường lối đổi mới của Đảng, các nghị quyết của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy là động lực quan trọng để Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Quảng Nam phát triển bền vững hơn nữa trong thời gian đến. Tuy nhiên, dự kiến có 4 chỉ tiêu không đạt: thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hàng năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm, số đảng viên kết nạp mới hàng năm, tỷ lệ các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn vững mạnh về quốc phòng an ninh. Để thực hiện đạt mục tiêu đề ra, tiểu ban văn kiện dự kiến đưa ra 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ đến, đó là xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, cải thiện môi trường đầu tư gắn với bảo vệ môi trường và khởi nghiệp sáng tạo. Dự thảo văn kiện báo cáo chính trị xác định về cơ cấu nền kinh tế, tiếp tục thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ du lịch, phát triển dịch vụ du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, mở rộng không gian phát triển du lịch về phía Nam và phía Tây của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh, dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội lần này phải thể hiện sâu sắc quyết tâm chính trị của Đảng bộ tỉnh đối với sự phát triển của quê hương Quảng Nam ở 5 năm đến, vừa có những định hướng tầm nhìn lâu dài ở những năm tiếp theo. Vì vậy, dự thảo tiếp tục lấy ý kiến góp ý rộng rãi của cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân và tiếp thu tối đa để xây dựng hoàn thiện với tinh thần thể hiện rõ khát vọng và trí tuệ của Quảng Nam trong thời gian mới. Tiếp theo chương trình là các tin tức thời sự quan trọng khác diễn ra trong tuần qua. Tuần qua, đoàn công tác của Tỉnh ủy do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Việt Cường làm trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Phước về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Biểu dương những kết quả huyện Tiên Phước đã đạt được trong thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh, đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 22 và đại hội đảng toàn quốc là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng, toàn quân và toàn dân trong bối cảnh đất nước đạt nhiều thành tựu rực rỡ. Đây cũng là dịp để tiếp tục chỉnh đốn đảng, siết chặt kỷ cương, đường lối của đảng. Do vậy, các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện phải tập trung xây dựng dự thảo báo cáo chính trị theo hướng đánh giá sát thực tế,
phát huy tối đa trí tuệ, tính dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, chuẩn bị tốt phương án nhân sự. Về thực hiện các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ đến, đồng chí Phạm Việt Cường cho rằng Tiên Phước cần tập trung các giải pháp để phát triển thương mại dịch vụ, thực hiện tốt các mũi đột phá, xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, huyện cần lưu ý hỗ trợ để làm sao có thêm nhiều mô hình văn hóa thuần Việt như làng cổ Lộc Yên, qua đó gắn với phát triển du lịch. Đồng thời thống nhất với đề xuất của huyện về ưu tiên đầu tư một số dự án đầu tư công quan trọng về giao thông thủy lợi. Tuần qua, Ủy viên Trung ương Đảng Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Nam và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Chí Thanh chủ trì cuộc họp với các sở ban ngành địa phương để nghe báo cáo tình hình thực hiện sáp nhập xã, việc thực hiện Nghị định số 34 của Chính phủ và việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh. Đến ngày 31 tháng 1 năm 2020, đã có 48 trên 216 xã thị trấn được bố trí lực lượng công an chính quy, trong đó 10 thị trấn thành lập đồn công an chính quy, 38 xã đã bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã. Cụ thể, trưởng công an xã có 38 người, phó trưởng công an xã có 23 người và 46 công an viên thường trực. Hiện nay còn 165 xã thị trấn phải tiếp tục bố trí công an chính quy. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nêu rõ, việc thực hiện công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã đã có các văn bản chỉ đạo đôn đốc của Trung ương, đồng thời cho rằng xuất phát từ tình hình thực tiễn, toàn tỉnh nên thống nhất chọn phương án điều động tất cả công an chính quy đảm nhiệm các chức danh trưởng công an xã. Sau khi thực hiện hoàn thành đề án này, theo lộ trình, tiếp tục đưa lực lượng công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh phó trưởng công an xã, công an viên thường trực, phấn đấu quyết tâm thực hiện hoàn thành đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã trong quý 1 năm 2020. Tuần qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì buổi làm việc với thành phố Tam Kỳ về công tác xây dựng phát triển đô thị tỉnh lỵ, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và xúc tiến các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố. Hiện nay, thành phố Tam Kỳ đang tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại 2 và đã đạt được 53 trên tổng số 59 tiêu chí. Tháng 7 năm 2019, tỉnh đã thống nhất chủ trương đưa chương trình phát triển Tam Kỳ trở thành đô thị loại 1 vào năm 2025 vào nội dung nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 để lãnh đạo thực hiện. Đối với việc tiến tới đô thị loại 1, đến nay Tam Kỳ đã đạt được 46 trên 59 tiêu chí, còn 13 tiêu chí chưa đạt. Tại buổi làm việc, Tam Kỳ kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng trọng điểm đô thị loại 1 và chỉnh trang khớp nối hoàn chỉnh đô thị loại 2. Bổ sung kế hoạch hỗ trợ các công trình đã có chủ trương như dự án kè, công viên, đường cảnh quan ven sông Tam Kỳ và khu tái định cư, dự án đường ven biển từ tỉnh Thủy đến Thượng Thanh, hoàn thiện tuyến đường N24 và khu tái định cư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị lãnh đạo thành phố Tam Kỳ, các ngành chức năng phải thống nhất nhận thức phát triển Tam Kỳ theo hướng đô thị có bản sắc riêng, trở thành thành phố sinh thái có sự pha lẫn, đan xen hài hòa giữa nét hiện đại và làng quê. Đặc biệt phải hết sức gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa lịch sử vốn có, cũng như tận dụng tối đa các tiềm năng lợi thế về tự nhiên. Đối với các kiến nghị của thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất bố trí kinh phí để địa phương thực hiện dự án xây dựng kè và đường ven sông Tam Kỳ nhằm chống sạt lở, tạo cảnh quan phía nam thành phố, thống nhất hỗ trợ Tam Kỳ 50 tỷ đồng để hoàn thiện tuyến đường nội thị N24 và khu tái định cư. Về tuyến đường ven biển từ tỉnh Thủy đến Thượng Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh cho biết sẽ sử dụng nguồn vốn vay từ Ngân hàng Thế giới VKB để thực hiện dự án này. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng lưu ý trong vấn đề kỹ thuật đô thị Tam Kỳ cần hết sức quan tâm đến cơ sở hạ tầng giao thông, đặc biệt là mạng lưới giao thông huyết mạch kết nối vùng, vấn đề thoát nước chống ngập lụt, bãi đỗ xe khu trung tâm, thúc đẩy kinh tế đêm, dành nhiều quỹ đất cho công viên, trồng cây xanh, từng bước định hình bản sắc đô thị Tam Kỳ. Tổ công tác hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức hội nghị nhằm công bố quyết định thành lập Ban điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Theo đó, ông Phạm Ngọc Sinh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ được bổ nhiệm làm trưởng Ban điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh, cùng các thành viên của Ban là lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Ban điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh được thành lập nhằm mục đích giúp Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phụ trách công tác khởi nghiệp trong xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam và thực hiện chức năng điều phối chung các hoạt động liên quan đến khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu Ban điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh tập trung kết nối, khai thác, hợp tác để thu hút các nguồn lực từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước với các chương trình đề án, dự án khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.
chuẩn bị tốt nội dung để tổ chức ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam năm 2020 thật bài bản, lựa chọn thời gian thích hợp, đảm bảo để không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành chỉ thị về việc triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm và các loại mầm bệnh nguy hiểm khác ở gia súc trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu triển khai thực hiện ngay một số nội dung trọng tâm sau. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn, xây dựng phương án sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh động vật, gồm cả các loại dịch bệnh mới nổi. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm và bệnh truyền lây từ động vật sang người gây tử vong trên địa bàn cấp huyện, tăng cường giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm đến tận hộ cơ sở chăn nuôi, phát hiện báo cáo lấy mẫu chẩn đoán xét nghiệm tìm tác nhân gây bệnh kịp thời và xử lý ổ dịch theo đúng quy định của pháp luật thú y. Thông tin kịp thời với ngành y tế trường hợp phát hiện các ổ dịch bệnh truyền lây từ động vật sang người, cúm gia cầm, dạy động vật. Khẩn trương tổ chức tiêm vaccine phòng bệnh bắt buộc cho đàn gia súc gia cầm đợt 1 năm 2020, đảm bảo đạt tỷ lệ trên 80% so với tổng đàn. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về phòng chống dịch bệnh động vật theo quy định. Tổ chức thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng, phòng chống dịch bệnh, cùng với nhiều nội dung quan trọng khác. Đến nay, Quảng Nam đã xây dựng và đưa vào vận hành cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, hệ thống phần mềm một cửa điện tử, triển khai sử dụng tại 19 trên 19 sở ban ngành cấp tỉnh, 18 huyện, thị xã, thành phố và 100% xã phường thị trấn triển khai sử dụng phần mềm điện tử để theo dõi giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Hiện tỉnh đã cung cấp 757 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 177 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt 20%, mức độ 4 đạt trên 37%. Tỉnh Quảng Nam cũng đã triển khai liên thông 3 cấp văn bản điện tử và kết nối liên thông với văn phòng chính phủ. Hiện tất cả các sở ngành và địa phương đã kết nối liên thông phần mềm QOffice với trục liên thông văn bản của tỉnh để gửi nhận văn bản giữa các đơn vị. Tiếp theo chương trình là các tin tức an ninh trật tự xã hội xảy ra trong tuần qua. Trong tuần qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Tuấn, còn gọi là Tuấn Sói, sinh năm 1988, trú huyện Hiệp Đức. Đây là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng, tổ chức cho hàng trăm người đánh bạc qua mạng Internet. Tăng vật thu giữ của vụ việc gồm 161 triệu đồng, 23 điện thoại di động, nhiều tài liệu liên quan hành vi tổ chức đánh bạc. Không chỉ tổ chức đánh bạc, Tuấn và những người liên quan có dấu hiệu cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Tổng số tiền đánh bạc ước tính hơn 40 tỷ đồng. Hiện cơ quan điều tra đang tích cực củng cố hồ sơ để đưa ra kết luận vụ việc. Trong tuần qua, một vụ đuối nước thương tâm đã xảy ra tại phường An Phú, thành phố Tam Kỳ. Hai em học sinh lớp 3 trường tiểu học Ngô Quyền rủ nhau đi chơi và bị chết đuối trong một hố nước tại địa phương. Tuần qua, tàu cá QNA 90037TS do ông Phan Bá Linh làm thuyền trưởng với 40 ngư dân Quảng Nam đã được tàu cứu hộ SA 412 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam ứng cứu thành công khi tàu cá sắp chìm do sóng to gió lớn. Trước đó, khi đang hành nghề trên vùng biển Hoàng Sa tại vị trí 14,3 độ Vĩ Bắc, 114,15 độ Kinh Đông, cách đảo Tri Tuân thuộc quần đảo Hoàng Sa khoảng 110 hải lý về hướng Nam, thì tàu bị hỏng máy lái, mất khả năng điều động và trôi dạt trên biển. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh bắt quả tang Hồ Thị Huệ, sinh năm 1996, trú xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, đang bán ma túy cho hai đối tượng nghiện tại một nhà trọ ở thôn Thuận An, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên. Qua kiểm tra có tất cả 8 gói ni lông đựng ma túy đá 0,32 gram, được đối tượng mua về để phân nhỏ, sử dụng và bán lại kiếm lời. Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra mở rộng. Công an huyện Núi Thành vừa ra quyết định tạm giam đối tượng Võ Công Nghị, thôn Đông Tuần, xã Tam Hải, huyện Núi Thành về tội cố ý gây thương tích. Trước đó, sau khi nhậu say, Võ Công Nghị nhớ lại mâu thuẫn với một người cùng thôn nên đã mang một con dao dài khoảng 30cm đến nhà người này chém nhiều nhát vào nạn nhân, sau đó vứt dao phi tang. Hiện đối tượng đã đến công an huyện Núi Thành đầu thú, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Công an thị xã Điện Bàn vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Xuân Mãi, 35 tuổi, thôn Bích Bắc, xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng này đã làm sổ đỏ giả với giá 10 triệu đồng, thay đổi phần diện tích đất rừng do xã quản lý được đổi thành đất ở 100% đứng tên Mãi, sau đó lừa bán cho các bị hại. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra,
ngành giáo dục đã nhanh chóng triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để phòng chống dịch bệnh COVID-19 một cách hiệu quả. Ghi nhận của truyền hình online báo Quảng Nam. Sau khi cho học sinh nghỉ học, trường tiểu học Trần Quốc Toàn, thành phố Tam Kỳ đã tổ chức tổng vệ sinh môi trường, vệ sinh các lớp học, phòng làm việc, đảm bảo khuôn viên nhà trường thông thoáng, sạch sẽ trước khi phun hóa chất. Bên cạnh đó, trường cũng đã triển khai tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể giáo viên và học sinh toàn trường, đã chủ động tham mưu cho trạm y tế phường ban hành kế hoạch liên tịch để tuyên truyền trong nhân dân, phụ huynh xung quanh phường để chung tay phòng chống dịch bệnh. Trường cũng đã chủ động tham mưu với lại trạm y tế phường An Xuân, lãnh đạo ủy ban nhân phường An Xuân ban hành một cái kế hoạch liên tịch về thực hiện công tác phòng chống dịch để mà tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, gia đình của học sinh về cái việc mà chung tay để mà phòng chống dịch bệnh. Còn về phía nhà trường thì cũng đã chỉ đạo cho nhân viên y tế ban hành những cái tờ rơi từ lái tờ giấy địa chỉ Bộ Y tế phát tờ rơi cho đến cho cán bộ giáo viên nhân viên học sinh, cũng như là qua các bản tin tuyên truyền và qua website của nhà trường, thì nhà trường cũng đã thực hiện nhiều biện pháp. Và trong thời gian đến để mà thực hiện sau cái thời gian mà phun thuốc thì nhà trường cũng sẽ có cái kế hoạch để mà phân công cán bộ giáo viên nhân viên để mà tổng vệ sinh, nhất là các dụng cụ ăn uống chế biến thực phẩm, làm các cái biện pháp vệ sinh tốt nhất để mà đón các em trở lại sau khi có thông báo. Phòng giáo dục cũng đã chỉ đạo các đơn vị trường học tiến hành dọn dẹp vệ sinh tất cả các phòng học, các dụng cụ thức ăn bán trú tại các trường bán trú, và cũng có một cái chuẩn bị một số cái giải pháp cho sau khi học sinh đi học trở lại, như chuẩn bị những địa điểm rửa tay bằng xà phòng cho học sinh trước khi vào lớp, rồi dọn dẹp vệ sinh ở tất cả khu bán trú, rồi khu bếp ăn, đặc biệt là chú ý hướng dẫn cho học sinh cách thực hiện khi đến trường như đeo khẩu trang, rồi rửa tay trước khi vào lớp, rồi cũng tránh đến tụ tập những nơi đông người, vân vân. Còn tại huyện Phú Ninh, ngoài việc thực hiện cho học sinh nghỉ học theo chỉ đạo của tỉnh, ngành giáo dục địa phương đã phối hợp với ngành y tế triển khai phun tiêu độc khử trùng, tổ chức vệ sinh trường lớp nhằm đảm bảo an toàn. Cùng với đó, các nhà trường cũng đã triển khai tuyên truyền thông tin phòng chống dịch bệnh COVID-19 đến các em học sinh, cũng như đề nghị hệ thống chính trị tại cơ sở tuyên truyền đến các bậc phụ huynh. Công việc mà triển khai phòng chống cái dịch bệnh siêu hấp do virus corona gây ra thì được Ủy ban nhân dân huyện Phú Ninh là triển khai là quyết liệt. Ngay từ ngày 3 thì Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức cuộc họp giữa các ban ngành đoàn thể, và trong đó đều có đầy đủ là lãnh đạo các trường. Và sau đó thì ngày 4 thì Ủy ban nhân dân các xã đã họp triển khai cụ thể. Và Ủy ban nhân dân huyện giao cho Ủy ban nhân dân các xã là làm tốt cái việc là phun thuốc khử khuẩn để phòng ngừa bệnh là toàn khắp trên địa bàn huyện, mà cụ thể là ngày 5 là phun thuốc khử trùng ở các trường tiểu học và mầm non. Ngày 7 thì phun thuốc khử trùng ở các trường trung học và các trường mẫu giáo tư thục. Về phía nhà trường thì nhà trường tổ chức các hoạt động ngoại khóa triển khai đầy đủ cái nội dung phòng chống đến học sinh. Cụ thể như là giải thích cho em hiểu thế nào căn bệnh về siêu hô hấp, rồi có cái cách phòng tránh bệnh. Đặc biệt nhà trường là tăng cường cái khâu vệ sinh, rồi trang bị cái xà phòng tiệt trùng để các em sau khi đi vệ sinh là rửa tay, và tăng cường cái vệ sinh lớp học. Qua các em thì coi như cũng tuyên truyền viên để là tuyên truyền về cái dịch bệnh cho người nhà biết, đồng thời có những cái biện pháp phòng chống nó hiệu quả, và quyết tâm là Phú Ninh là không để cho dịch bệnh xảy ra. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, nhiệm vụ của ngành trong thời gian sắp đến là tiếp tục làm khâu tuyên truyền bằng nhiều kênh để cho phụ huynh và học sinh, đặc biệt là phụ huynh, để họ an tâm đưa con đến trường khi có chỉ đạo từ Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đặc biệt, Sở cũng đã xác định công tác tiêu độc khử trùng phải làm tốt để phụ huynh, học sinh được an toàn, an tâm khi trở lại học tập. Đồng thời, quán triệt để hiệu trưởng, giáo viên có kế hoạch dạy học chi tiết cho học sinh, tránh tình trạng tâm lý trở lại học sẽ có sự chán nản, mệt mỏi. Về công tác chuyên môn thì Sở Giáo dục và Đào tạo đã tính toán việc vừa chống dịch vừa thực hiện việc giảng dạy, đảm bảo, chỉ đạo các giải pháp để tổ chức dạy bù, học bù, khắc phục tình trạng chậm trễ chương trình.
đồng thời chỉ đạo yêu cầu hiệu trưởng, giáo viên bộ môn rà soát cho học sinh có biểu hiện ho, sốt hoặc có đi du lịch hoặc có người nhà đi du lịch để lập danh sách riêng nhằm sàng lọc xử lý. Vấn đề còn lại là giáo viên phải có cái cách động viên cho nó an tâm này, mà khác là phải tổ chức dạy học sau đó mà để cho các em nó bắt đầu tạo một cái sự hứng phấn để bắt đầu nó khởi động lại để nó làm việc cho tốt tốt. Và cũng theo dõi các em, phải theo dõi các em, phải làm sao đó mà để cho các em nó thấy rằng là khi trở lại trường là mình thấy hoàn toàn là có một sự yên tâm và mình cảm thấy là mình cần đến trường. Và thầy cô cũng phải chuẩn bị tốt những cái bài giảng, những nội dung bài giảng, tránh cái tình trạng là mình nghĩ quá, mình nhồi nhét vô thì thứ nhất nó gây áp lực cho học trò, mà thứ hai nữa là từ cái áp lực đó, từ cái nhồi nhét đó nó sẽ không có hiệu quả và nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái kết quả của cái việc kiểm tra đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ. Yêu cầu các hiệu trưởng quán triệt đến từng giáo viên, hướng dẫn cho các em, thứ nhất là hướng dẫn cái phần ôn tập của môn đó, cái hai là hướng dẫn gợi ý bằng những câu hỏi, bằng những bài tập của các cái bài giảng mà ở các cái tuần nghỉ để tăng cường cái giúp cho các em tự học. Và khi mà trở lại trường thì có thể mình bớt đi cái thời gian vì các em đã tiếp nhận rồi. Thứ hai là hiện nay là cơ bản nhiều nơi là có thể là có cái phương tiện, có điều kiện sử dụng để mà mình hướng dẫn qua mạng, qua Facebook. Và nơi nào có điều kiện thì nên sử dụng dạy học qua online. Các bậc học tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông là ngành đã chỉ đạo là gần như rất là chủ động. Bởi vì là cái việc quan trọng nhất là làm sao là phải thực hiện đảm bảo cái chương trình, kế hoạch năm học. Nhưng mà cái quan trọng hơn là cái chất lượng để còn phục vụ cho cái kết quả kiểm tra học kỳ 2 và cái thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thực tế, những ngày qua cho thấy công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các trường học đã được triển khai kịp thời, bài bản, đồng bộ và quyết liệt. Với tâm thế luôn đảm bảo mọi điều kiện, ngành giáo dục đang cố gắng để đảm bảo an toàn tuyệt đối để sẵn sàng đón học sinh đến trường khi có chủ trương từ cấp trên. Bên cạnh đó, sự thận trọng tự phòng chống dịch COVID-19 cho con em mình của các bậc phụ huynh là điều vô cùng cần thiết vào lúc này. Quý vị và các bạn thân mến, ghi nhận vừa rồi đã khép lại chương trình truyền hình điểm tin tức sự kiện hàng tuần của Báo Quảng Nam Điện Tử. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.